Đây là motor điện 11 kg nha các bạn, với ma lực là 15. Chúng ta cùng xem thông số của motor điện. Cái thông số 11/15 này có nghĩa là 11 kW và 15 ngựa là 1 HP là bằng 0,745 kW, nhưng mà trong tính toán là người ta làm tròn luôn là bằng 0,75. Vậy thì 15 HP là ta lấy 15 nhân 0,75 là 11 kW, thì tương đương chúng ta tưới là 1 tiếng là hết 11 kg điện. Dòng điện để chạy được cái motor này là 380 V. Cái này mình chạy với bơm VT4. Cái vòi rồng là 60. Với ống đẩy của mình là 60 là và mình nhút ao hồ nha. Nó không xong. Đây là công tắc này. Đó. Automat mình thiết kế này không? Gần đẹp. Để quản thêm hệ thống điện này. Cái này nói chung là cái bộ của nó mình mua người ta đã lắp sẵn rồi, mình mua về dùng thôi, mình chả biết là nối sao. Nói tóm lại là điện nói chung là tới nước ngoài hết đấy. Bây giờ trước khi mình bật cái công tắc này này, mình sẽ bật cái công tắc này trước này. Mình đẩy ba cái này lên, bật cái này lên xong mình bật cái này. Đây đang là chế độ off này. Đây là ống 60. Mình cho các bạn xem trước khi mình bật điện này các bạn. Đây. Ống 60. Đây này. Đấy, chỗ này là mình có một bộ khóa. Đây. Đây mày các bạn xem, đây là bộ khóa tự động nha. Khi nước đẩy lên á thì nó tự động mở. Khi có sự cố cúp điện thì cái này là tự đóng lại và nó chặn nước. Rồi mình xả cái đường này các bạn. Đó. Khi mà mình cần mình xả cái đường này. Mình thiết kế cái này là mục đích là mình tránh đề phòng cái sự cố nó xảy ra các bạn, ví dụ cúp điện này. Hoặc bể ống nước chẳng hạn, bể ống nước ở bên trên đấy. Còn cái chỗ này mình thiết kế cái đầu này mục đích của mình là để bịt cái nắp này lại này. Sợ con chuột nó vào đây này. Chuột nó vào làm tổ bên trong này. Bây giờ mình tới xong mình đóng nó lại này. Các bạn. Đó. Bây giờ mình cũng bật công tắc cho các bạn xem. Motor này kéo với cái bơm thể 4 nó đẩy nước nha. Trên kia đẩy xa khoảng thì sao hôm nay tưới là 16 con. Xem nước ra như thế nào nha. Rồi, đông rồi. Bây giờ chuyển sang bật cái công tắc này. Các bạn thấy nó êm không? Đây là mình gắn poly 25 này rồi. Giờ các bạn đi theo mình để xem nước ở trên kia ra như thế nào nha. Để xem hơi xa.
Dưới đây là 5 quận này. Giờ mình đi tiếp còn 11 quận nữa. Mình thì tới đợt 4 rồi các bạn ơi. Hôm nay tới đợt 4 rồi đấy. Đây rồi, bên trước mình tới nha các bạn, 10 quận đấy. Tới đây là thêm 5 quận nữa này, là 15 này. Giờ kéo vô đấy là một quận là 16. 16 quận là như thế nào nhé? Và chúng ta cũng đi xem này. Cả héo hết rồi. Đây này các bạn. Đấy, cái ống nhựa đen này này. Tới đây là 15 quận này. Để mình gắn vào đây mình tưới này, mình nối thêm hai ống nữa này. Các bạn có mình đi xem nước ra như thế nào nha. Đây là nước ra này các bạn ơi. Đây 16 quận đây. Nếu mà tưới hai vòi nó còn yếu đó. Đây các bạn xem nước ra có mạnh không? Đây sức mạnh của motor 11 kW đấy, 15 ngựa. Khi dùng bơm vận tải 4. Đây là kinh nghiệm thực tế mình dùng nha các bạn. Để các bạn xem tham khảo rồi các bạn mua những cái bơm động cơ phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Rồi các bạn, nếu lần đầu tiên các bạn xem, các bạn hãy bấm nút like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất.